thuyền nhân. Cái danh từ có một âm tự mà mỗi khi cộng sản ở Hà Nội nghe đến nó thì họ nghĩ ngay đến danh từ đồng đô la. Thế nhưng cho đến bao giờ người ta mới biết hết được những bất hạnh đã xảy ra cho danh từ đó? Mặc dù danh từ thuyền nhân xuất hiện lần đầu tiên trên tờ báo New York Times bởi ngòi bút của ký giả Henry Kamm, nhưng ai cũng biết cuộc di tản bằng đường biển của người Việt tị nạn đã bắt đầu ngay từ khi các phương tiện bỏ chạy bằng đường bay không còn hữu hiệu nữa, vì Sài Gòn đã bị cộng sản chiếm đóng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Một trong những nhóm người đầu tiên rời khỏi Việt Nam bằng đường biển vào ngày mất nước hôm đó là những người tị nạn cộng sản. Họ thả xuôi theo dòng nước Cửu Long ra đến cửa biển Cần Thơ, một thành phố lớn nhất vùng châu thổ, trên hai chiếc tàu nhỏ và một chiếc ghe, cùng với 20 người Mỹ, và trong đó có cả Tổng lãnh sự McNamara. Cùng trong ngày hôm đó, chiếc chiến hạm Mỹ tên là Mobile nằm ở cửa biển sông Sài Gòn đã thấy có đến 20 chiếc tàu đánh cá và một chiếc tàu chở hàng cũ chứa đầy người tị nạn. Ngày hôm sau, thứ Năm, 1 tháng 5 năm 1975, để thất hạm đội Hoa Kỳ ở cách bờ biển 35 dặm đã chứng kiến một đoàn 27 chiếc tàu nhỏ ào ạt tấp đến từ đảo Phú Quốc, một hòn đảo nhỏ cách Việt Nam 25 dặm. Trên khoang những chiếc tàu có gần 30.000 người tị nạn, trong số 50.000 người mà Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa đã quyết định cho di tản đến đảo này từ 2 ngày sau khi thủ đô Sài Gòn thất thủ. Rạng đông ngày thứ Sáu, 2 tháng 5 năm 1975, trên tàu Blue Ridge, chiếc chiến hạm chỉ huy của hạm đội 7 với 46 đơn vị đã mang đến 25.000 người Sài Gòn, trong số những người cuối cùng có thể thoát khỏi thành phố bị bao vây. Trên thành tàu, những người thủy thủ nghiêng mình nhìn xuống để thấy một thảm cảnh kinh hoàng mà họ không dám tin là sự thật. Mặt biển được bao phủ bởi hàng ngày và hàng ngàn chiếc thuyền ghe nhỏ đủ loại cỡ, từ những chiếc xà lan già rên rỉ cho đến những chiếc thuyền đánh cá tí hon mỏng manh và lố nhố đầy người trên khoang thuyền. Những ký giả được tàu Blue Ridge cứu lên đã ước lượng là có đến khoảng 100.000 người. Đó là con số những thuyền nhân đầu tiên trong lịch sử người Việt Nam tị nạn cộng sản. Từ hôm đó cho đến rạng đông ngày 3 tháng 5 năm 1975, lần lượt các nước láng giềng gần ranh giới Việt Nam cũng đã đón nhận được những người đầu tiên bỏ trốn ra khỏi nước, mà hành lý mỗi người mang theo là 2 bàn tay trắng với trái tim dứa máu và một tâm hồn tuyệt vọng. Sau này, trước sự vượt biên thường xuyên của người tị nạn, chính những quốc gia này đã đành phải đẩy họ ra khỏi biển để trả lại với tử thần, vì không còn cách nào khác hơn được. Một chiếc tàu 8.000 tấn có tên là Đông Hải đã mở đầu con đường hải lộ bi thương này khi thả lên Singapore một nhóm 822 người tị nạn. Trong khi đó, ngày 4 tháng 5 năm 1975, có 4.500 người khác, trong số có 1.000 người đó là thiếu nhi được lên tàu Đan Mạch Clara Max. Họ đã rất may mắn vì chiếc thương thuyền của họ có tên là Trường Xuân đã rời khỏi Việt Nam ngay trước mắt cộng sản và còn đang ở trong tình trạng sửa chữa. Khi sắp bị đắm chìm thì tàu Trường Xuân được chiếc tàu cứu tinh này từ phương Bắc đến gần và cứu vớt. Tổng cộng có khoảng hơn 200.000 người tị nạn Việt Nam đã trốn ra khỏi nước trong những ngày đầu tiên của tháng 5.
khoảng 130.000 người được Hoa Kỳ tiếp nhận sau khi qua trạm phi luật Tân hay đảo Guam, một hòn đảo nằm ở vùng biển Thái Bình Dương mà trước đây có căn cứ hải quân của Mỹ. Những người khác thường thì họ mang hai quốc tịch Việt Nam và Pháp nên đã được đi Pháp. Trong số những làn sóng người tị nạn đầu tiên có rất nhiều kỹ sư, chuyên viên đủ ngành và y sĩ. Họ đều quan ngại đến sự thù ghét mà Cộng sản dành cho giai cấp của họ. Kể từ năm 1975 đến năm 1977, làn sóng thuyền nhân đã gia tăng đều đặn và các trại tị nạn cũng đã được Phủ Cao ủy Liên Hiệp Quốc đều đặn mở ra tại Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và Nam Dương. Hằng ngày đều có thêm người tị nạn mới nhập trại. Các quốc gia Tây phương đã rộng rãi chấp nhận một số đông người tị nạn đến tạm trú như Pháp, Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Úc Đại Lợi và ngoài ra còn có thêm một số quốc gia Âu Châu ở bên ngoài bức màn sắt. Cho đến năm 1976, Cộng sản Việt Nam lại càng thêm cứng rắn và sát máu với người dân. Những lời hứa hẹn về hòa hợp hòa giải dân tộc đã vĩnh viễn bay biến. Và các trại tập trung cải tạo đầy áp người. Dân chúng miền Nam bị công an Cộng sản theo sát như hình với bóng. Và mấy chục ngàn người dân thành phố bị đầy ải đi đến các nơi đèo heo, cằn cỗi, sỏi đá hay rừng thiêng nước độc mà Cộng sản Việt Nam che đậy bằng danh từ Hoa Mỹ là vùng kinh tế mới. Mà ở đó, người dân bước vào kinh tế vô sản với kiếp sống đọa đày và khốn khổ. Cũng trong khi đó, thì luật cải cách ruộng đất đã tước đoạt hết đất đai của nông dân. Do đó, người dân Việt Nam đã phải bất chấp tất cả mọi thử thách, kể cả những khó khăn nguy hiểm ngày càng chồng chất, thậm chí có thể bị tù đày hay giết chết, họ vẫn cứ lén lút và chen chúc nhau từng đêm đi chôn dầu vượt biển và đùa giỡn với tử thần trên các bờ bãi. Vào năm 1977, đã có hơn 10.000 thuyền nhân. Danh từ này đã trở thành quen thuộc với Thái Lan và Mã Lai. Các trại tị nạn đã phải mở rộng thêm ra. Và các xứ sở đầu tiên, tạm dung, họ bắt đầu khó chịu. Và chỉ có một nửa đơn tình nguyện di trú được các nước Tây phương chấp thuận. Từ cuối năm 1977 đến đầu năm 1978, tình trạng lại càng thê thảm hơn. 80.000 thuyền nhân đến bến bờ biển của các miền Đông và Đông Nam Á Châu thì có đến 70.000 người đã đổ xô vào chỉ riêng một nước Thái Lan. Đó là thời điểm mà tiếng Đại Bác dữ dội ở vùng biên giới Việt Hoa và Đảng Anh Trung Cộng đang vác gánh nặng ở vùng biên giới phía Nam về những cuộc giao tranh giữa Khmer Đỏ và Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Biến cố này đã khiến cho Hoa Kiều bỏ trốn. Hoa Kiều ở miền Bắc thì chạy bộ vượt biên giới sang Trung Cộng. Hoa Kiều ở miền Nam thì dùng đường biển mà chạy lấy mạng. Quả đó, Cộng sản ở Hà Nội đã tìm ra hai mối lợi. Một là cơ hội để dứt bỏ một số dân chúng đã dễ trở nên nguy hiểm nếu như trong trường hợp chiến tranh vùng biên giới gây bất lợi. Và hai là cơ hội khác để họ hốt đầy túi tiền. Họ đã làm tiền người ra đi sau khi thẳng tay bóc lột sạch sẽ đủ mọi thứ. Ngày 24 tháng 3 năm 1978, Cộng sản Việt Nam bắt đầu tấn công tài sản của giới tư sản mại bản. Ở Chợ Lớn, khu vực người Hoa Kiều tại Sài Gòn, tất cả tài sản của cộng đồng người Hoa Kiều đều bị quốc hữu hóa đồng lúc với tư doanh. Bàn ghế, nhà cửa,
nữ trang, quý thạch, đồ sứ đắt tiền và đồ dùng các thứ đều trở thành tài sản nhân dân, kho tàng của chiến tranh mà Cộng sản Hà Nội hy vọng. Như vậy, để bù trừ các hậu quả mà họ trốn đi gây ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia, không cần phải vi phạm một giây khắc suy nghĩ nào, người ta cũng có thể hiểu được rằng việc đó sẽ đưa Cộng sản Việt Nam vào chỗ bế tắc sau này. Vì bị khốn đốn trong tuyệt vọng, người Hoa Kiều đã bắt buộc phải đặt chân lên những con tàu. Người ta còn nhớ câu chuyện chiếc tàu hàng hải cũ kỹ tên là Hồng Hải sắp bị chìm trong hải cảng Klong ở Mã Lai với 2.500 hành khách, mà phần lớn là người Việt gốc Hoa, đã bị khước từ không cho lên bờ. Thảm cảnh này đã làm rúng động lương tâm thế giới và thúc đẩy xu hướng cấp cứu của người Tây Phương. Một trong số đó là một y sĩ người Pháp, cựu đảng viên đã ly khai Đảng Cộng sản. Ông ta đã tìm cách để đền bù lỗi lầm vì đã hoạt động cho Cộng sản bằng cách mua một chiếc tàu dùng để ra Biển Đông vớt người tị nạn. Sự ra đi của tất cả những hành khách không ngày về đã được tổ chức trong bóng tối, mà mỗi người đều phải mang nợ để đáp ứng yêu sách vô hạn định. Dù cho có phải là Hoa Kiều hay không, người ta đều phải rời khỏi Việt Nam, bán chính thức, cho dù người Hoa Kiều bị cưỡng bách hay là do tự ý ra đi như tất cả mọi người, họ đều muốn chạy thoát khỏi bàn tay của Cộng sản. Hành trình của những người muốn bỏ nước trốn đi thường thì ở ngay tại thành phố như Cần Thơ, bên bờ Cửu Long chẳng hạn. Người bỏ nước ra đi phải chịu đựng những sự bóc lột cuối cùng, bị tịch thu do sự lục lọi lấy vàng, lấy nữ trang hoặc đô la mà người tị nạn có thể còn cất giấu được. Sau đó thì xuống tàu với nỗi lo sợ rằng sẽ có một phần bị hải tặc tấn công để lấy nốt những mẫu vàng còn sót lại trên người trước khi ném xuống biển. Thế nhưng khi đã lên được tàu rồi, vẫn còn chưa yên với tuần cảnh địa phương nếu tàu chưa ra đến hải phận quốc tế. Nếu muốn thoát khỏi không bị bắt lại, thì tốt hơn hết là đưa ra chút của cải nào còn giấu được ở chỗ kín nhất. Bằng không thì sẽ bị bắt lại và trong trường hợp nào cũng bị kẹt. Tội này có thể bị ngồi tù cho đến 12 hoặc 20 năm. Những người chọn cách đi tị nạn bằng đường xuyên qua lãnh thổ Lào hay Campuchia đến Thái Lan thì gọi là bộ nhân. Những cuộc hành trình vượt biên khi tị nạn bằng đường bộ thì luôn luôn gặp nguy hiểm. Họ sẽ bị công an hay bộ đội hay cảnh vệ nhân dân đuổi bắt, và có khi chỉ là người đi đường, thường là có liên hệ với Cộng sản. Còn những người vượt biên nào mượn được, theo với giá do quân đội nhân dân ấn định, một chiếc xe vận tải quân sự chở quân nhu cho phép họ nấp bên trong thùng lớn. Cách này được sử dụng khá thường xuyên, nhưng có khi cũng bị ngộp thở để chết vì xăng hơi, và các nạn nhân trong trường hợp này cũng khá đông. Những người may mắn hơn hết có thể là kiếm được một giấy xuất cảnh chính thức và vé máy bay đến tận Hoa Kỳ. Nhờ vào kế hoạch do Liên Hiệp Quốc tổ chức với sự thỏa thuận giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội vào năm 1979. Thế nhưng, họ cũng vẫn chịu hạch sách và tống tiền, thì đơn xuất cảnh chính thức mới qua lọt, nhiều khi phải mất đến 10 năm chờ đợi. Ngay chính Hoa Kỳ còn bị hạch sách đủ điều và phải trả tiền cho từng đầu người tị nạn để được phê chuẩn cho phép đi. Do đó, Cộng sản Việt Nam đã phát minh ra được những con bò sữa thuyền nhân của họ. Một nghiên cứu ở Ba Lê tên Bùi Xuân Quang.
Tên này đã tính toán mối giao dịch này của Cộng sản Việt Nam kéo dài dòng giá 20 năm kể từ năm 1975 đến năm 1995, đã mang lại cho ngân khố của nhà nước Cộng sản Việt Nam khoảng 25 tấn vàng. Với chừng ấy vàng mà người ta thấy xuất hiện trên thị trường tiền tệ Tây Phương dưới hình dạng các thỏi vàng mang ấn dấu của Việt Nam. Chủ yếu của nó là dùng vào việc bồi hoàn những số nợ Cộng sản Việt Nam đã ký kết với Cộng sản Nga và các xứ dân chủ nhân dân cùng tiền mua vũ khí chiến tranh. Số vàng ấy lên đến trị giá khoảng 2.5 tỷ Mỹ Kim, tính trong khoảng thời gian từ năm 1979 đến năm 1983. Tôi còn nhớ tiếng nói của một người thuyền nhân tên Hiệp mà chúng tôi đã từng gặp nhau trên bãi biển Songla tại Thái Lan giữa những người khác bên cạnh chiếc tàu bị hư của họ, mà tôi đã được nghe anh kể lại câu chuyện thống khổ của anh. Và cho đến bây giờ, trong tai tôi vẫn còn văng vẳng lời kể lại của anh. Vào một đêm nọ ở Việt Nam, một tên cán bộ Cộng sản Việt Nam đã nói khẽ vào tai anh: 2.000 đô hay 4 cây vàng. Hiệp đồng ý với mối làm ăn. Thế nhưng khi đến chỗ hẹn thì Hiệp mới nhận ra mình đã bị cướp, đã bị lừa. Thuyền chẳng thấy đâu mà vàng thì bị mất. Đó là cái họa luôn luôn rình rập và cũng là một trong những cái giá mà những người muốn vượt biên phải trả cho giá tìm tự do. Làm sao để tránh khỏi bị lường gạt, để khỏi bị cướp bóc hoặc khỏi bị tố cáo và tìm đường dây cho đúng đây? Tôi biết có một thuyền nhân đã không thành công trong việc đi tị nạn, mặc dù đã thử đến 27 lần. Hiệp thì hụt chỉ có 3 lần, và sau đó thì anh quyết định tự tổ chức lấy chuyến vượt biên. Anh đã lén lút tự vá ví một chiếc tàu đánh cá cũ. Từng đêm rồi lại từng đêm, cứ lo bào rồi lại chết, và những đêm trắng đêm hì hục sửa chữa máy móc. Thế rồi cuối cùng thì ngày khởi hành cũng đã đến. Chiếc tàu đánh cá cũ kỹ của anh mang theo 85 người rời bãi xuôi dòng và chui dọc theo những con kênh chạy dài ra biển. Hiệp lặp đi lặp lại cho chúng tôi nghe với một vẻ thống khổ: chúng tôi có 85 người trên chiếc tàu này và đã rất sung sướng vì có thể rời khỏi Việt Nam. Bây giờ thì ông hãy nhìn xem, ngày hôm nay chúng tôi chỉ còn có 2 người. 2 người sống sót duy nhất là Ngọc, con gái của chị tôi và tôi. Với cái đầu ướt lạnh như con mèo chết đuối và thân thể đói khát gầy trơ xương sườn như một con chó hoang, cùng với đứa bé gái lên 6 tuổi có đôi mắt nai khờ, chúng tôi đã khóc. Nước mắt của những kẻ thừa mớ tự do đã đổ xuống mặn ướt câu chuyện phiêu lưu, liều chết tìm tự do của anh. Anh đã bị kẹt ở lại ở Songla này cùng với Ngọc sau khi thoát chết khỏi những bàn tay đẫm máu của hải tặc Thái Lan đã giết chết chị anh cùng với tất cả hành khách trên tàu sau khi chúng bắt mang theo gần hết phụ nữ. Vào tháng 10 năm 1978, có 20.000 người tị nạn đặt chân lên bờ biển Mã Lai. Và chỉ đến tháng 12 năm đó, con số đã lên đến 50.000 người. Cộng thêm vào con số 5.000 người đi chân đất đã đến bến bờ tự do. Chỉ trong vòng 4 tháng, cũng đủ cho hòn đảo Pulo Bidong của Philippines đón nhận được 20.000 tị nạn bị biển ruồng bỏ. Vào khoảng năm 1979,
có 5.000 người tị nạn mới đến. Thêm vào đó, con số những người anh em khốn khổ trong trại tị nạn Hồng Kông, trong khi có 90.500 người khác làm đầy ắp trại tị nạn Mã Lai. Những người mà cảnh sát địa phương từ chối đẩy ra biển đã trôi dạt đến Nam Dương, hoặc xa hơn nữa, đến tận Nam Triều Tiên hay Nhật Bản, và có khi đến tận Úc Đại Lợi. Hãy tự nhắm mắt và tưởng tượng cuộc hành trình liều chết để tìm tự do của họ trên khoang của một tàu bé nhỏ mong manh. Bất thình lình, một hồi chuông báo động nổi lên khi hai nước Thái Lan và Mã Lai tuyên bố rằng từ nay về sau họ sẽ không nhận thêm thuyền nhân mới. Bị dồn vào đường cùng, Liên Hợp Quốc phải triệu tập một hội nghị quốc tế ở Geneva và thu hoạch được ba kết quả. Đó là các quốc gia ở vùng duyên hải bảo đảm là thuyền nhân sẽ không bị đẩy lùi ra biển. Các quốc gia tiếp nhận họ gia tăng thêm một số lượng hạn định tái định cư bổ túc là 130.000 người. Và quan trọng nhất là Hà Nội lo ngại khi bộ mặt của chúng bị bôi đen ở Biển Đông, trước khi bất mãn của cả thế giới nên đã cho phép thuyền nhân có thể ra đi chính thức, hợp pháp, trong vòng trật tự, bằng phương tiện hàng không. Chương trình này Liên Hiệp Quốc gọi là ra đi trong vòng trật tự, gọi tắt là ODP. Kể từ giờ phút đó, nhịp điệu của những người vượt biển đến các trại tị nạn thưa thớt một cách rõ rệt. Vào năm 1979, xuống chỉ còn 24.500 vào năm 1984, và đến năm 1986 chỉ còn 19.500. Cũng vào năm đó, lần đầu tiên các cuộc ra đi tị nạn chính thức bằng hàng không với giấy nhập cảnh nhiều hơn con số những người trôi dạt đến bằng đường biển. Kết quả của hội nghị thuyền nhân tại Geneva đã thỏa mãn thấy rõ cái mà Liên Hợp Quốc nhắn vào một giải pháp mới cho vấn đề thuyền nhân. Nhưng chỉ 2 năm sau thì tình hình lại đổi ngược và đã làm cho thế giới thất vọng. Những người tị nạn đi tìm tự do lại trở ra biển. Con số tăng lên 45.000 vào năm 1988, 25.000 nhiều hơn 2 năm trước đó, 71.300 người vào năm 1989, trong số đó phải cộng thêm vào khoảng 17.000 bộ nhân. Vấn đề trở nên không giải quyết được, và các quốc gia ở vùng duyên hải bắt đầu nổi giận. Đó chính là lý do mà tị nạn Hồng Kông, nơi mà mỗi ngày có đến 34.000 thuyền nhân mới nhập trại, và chính quyền Hồng Kông quyết định từ đó về sau, họ sẽ đưa những người mới đến vào trại tạm giam. Thế là những cuộc nổi loạn và tự tử nối tiếp theo quyết định của chính quyền Hồng Kông để đóng chặt cánh cửa ngăn chặn hẳn các mạch chính của làn sóng vượt biển tìm tự do. Các quốc gia tiếp nhận di trú lại tập họp thêm một lần nữa, và họ tìm ra một phương pháp mới gọi là PAG, tức là chương trình hành động toàn cầu. Bất cứ thuyền nhân nào đến nước vào ngày 14 tháng 3 năm 1989 ở một quốc gia lân cận Việt Nam, kể từ đó trên phương diện hành chính được xem như là một người có quyền di trú, nghĩa là một người tị nạn chính trị hoàn toàn có quyền hy vọng được đi với cuộc đời mình của một nước Tây Phương. Dĩ nhiên là với điều kiện xứ này phải bằng lòng cấp cho họ một visa nhập cảnh. Ngược lại, đối với một người tị nạn lên bờ sau ngày đó đều bị xếp vào loại di dân kinh tế. Người đó phải chứng minh được mình có một sự sợ hãi, có căn cứ về việc bị xử tội. Nếu không, thì người đó bị đe dọa là sẽ bị cưỡng bách hồi hương, trừ phi chính mình tự quyết định quay trở về nước.
Đó là điều mà Hiệp đã lầm. Quy chế tị nạn chính trị của anh bị từ khước. Anh biết mình không còn cơ hội nhận vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, anh cũng phân vân rất lâu trước khi chấp nhận ý tưởng hồi hương. Bởi vì, cũng như phần đông các người tị nạn khác, anh sợ bị bắt nhốt vào tù một khi trở về Việt Nam. Anh chưa bao giờ làm chính trị, nhưng anh đã có người từng chiến đấu trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và ông nội làm việc cho chính phủ bảo hộ. Chính hai vết đen đó trên lý lịch cá nhân có thể khiến anh phải trả giá rất đắt. Nhưng rồi có một lá thư từ Sài Gòn gửi đến trại tị nạn Phanatnikam, Thái Lan, nơi anh tạm trú, đã trấn an anh được phần nào. Một trong những người bạn vượt biển cũ của anh đã tình nguyện về Việt Nam, cho anh biết là mọi chuyện khá tốt đẹp ở đó và khuyến khích anh cùng về. Năm 1993, chúng tôi gặp lại Hiệp ở quê hương anh và lại khóc một lần nữa. Thế nhưng lần này thì chúng tôi cùng khóc mừng rỡ vì thấy anh đã thoát nạn. Anh là một trong 110.000 cựu thuyền nhân kể từ năm 1989 đã phải về hồi hương thay vì tiếp tục chết dần chết mòn ở một trại tị nạn Á Châu. Nhờ có sự giúp đỡ tài chính của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc và Liên minh Âu Châu, giờ đây anh trở thành chủ nhân của một xưởng pha chế nước mắm và căn nhà nho nhỏ hai phòng gần Vũng Tàu. Anh sống cùng bà góa phụ của một trong những người bạn đã biến mất trên biển khi đi tìm tự do, cùng với người em gái và ba đứa con của bà. Trong những cuộc vận động và thỏa thuận cùng Hà Nội, Liên Hợp Quốc đã cố gắng tạo điều kiện tốt cho những người cứng rắn, ngõ hầu, giúp cho họ có một đời sống bình yên khi trở về. Còn những người Việt tị nạn may mắn được các nước thứ ba nhận thì họ bắt đầu gửi quà về cho gia đình để nuôi thân bằng quyến thuộc còn kẹt lại ở Việt Nam, bắt đầu từ ngày đầu tiên họ đặt chân định cư trên một quốc gia tự do. Bằng những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà họ không bao giờ ngưng chuyển về, ngõ hầu giúp đỡ những người còn sống sót, và bằng sự hiện diện của họ, một ước tính vào năm 1999 cho thấy có đến 2 tỷ đồng đô la hàng năm họ đã mang lại cho phỉ quyền cộng sản, tức là 1/3 ngân sách của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Gần 2 triệu người Việt Nam đã chọn đời sống lưu vong nơi xứ lạ quê người thay vì làm nô lệ cho cộng sản. Hàng trăm ngàn người đã gục chết trên đường bỏ trốn chạy nanh vuốt Cộng sản Việt Nam. Tôi còn nhớ Hiệp đã kể cho tôi nghe về nỗi ám ảnh trong chuyến vượt biển vừa qua. Giữa vùng vịnh Thái Lan, tiếng máy tàu của Hiệp hình như văng vẳng những tiếng kêu của những linh hồn liệt xác. Thức ăn và nước uống đều sắp cạn. Những người đàn bà quỳ trên khoang tàu khấn nguyện trời đất. Phải chăng trời đất đã chấp thuận lời cầu nguyện của những thuyền nhân vừa mới thoát ra khỏi nanh vuốt cộng sản và đang dễ chết giữa lòng đại dương? Vào giữa trưa ngày thứ Sáu, có một chiếc thuyền lướt sóng chạy nhanh về họ. Đó là một chiếc thuyền đánh cá Thái Lan. Rồi 2 chiếc, rồi 3 chiếc. Thoát nạn chăng? Nhưng than ôi, đó là những chiếc thuyền hải tặc Thái Lan. Chúng cướp bóc trên tàu, giết chết những người đàn ông kháng cự và bắt đi 18 người đàn bà, rồi bỏ đi sau khi đâm thủng tàu. Những người Việt Nam cố bám vào thân tàu thì bị chúng dùng gậy đập chết. Khi trời sáng thì chỉ còn 2 người sống sót duy nhất. 2 người đó là Hiệp và Ngọc.
Ngọc là cô bé gái có đôi mắt của con nai, đã bị thương, vừa thoát chết giữa lưỡi hái tử thần. Tôi nhìn cô bé đầu nghiêng mắt nai, tựa cầm trên bàn và đăm đăm nhìn tôi với ánh mắt để đợi. Dường như tất cả tuổi thơ đã bỏ em mà đi. Cô bé chỉ còn lại một khoảng trống rỗng của đời người. Một chiếc bình hoa tuyệt mỹ đã rơi xuống bên thềm địa ngục và tan vỡ giữa trần gian. Đó là lịch sử của những người chạy trốn nanh vút cộng sản mà người đời gọi là thuyền nhân. Và cũng có những người còn mệnh danh họ là kẻ chết đuối cho tự do. Và đó là lịch sử của một dân tộc trong suốt mấy mươi năm trường đã bị tàn hại dưới nanh vút của một thứ chính trị đầy thù hận và kỳ thị của bất cứ một chế độ cộng sản nào. Dream boat people from the ocean to the camps. Dream of a day when they'd arrive at a new land where they can live and start over again. Boat people dream of being freed again. Dream of a day when they'd arrive at a fairyland where they can play, they can sing, they can dance. Dream, children, dream of being loved again. Chia lìa nhau mơ
mong tới hoàng đạo xa, chung chung phong ba thuyền treo trên đầu con sóng, tan thuyền tan chìm trong đáy nước mênh mông, những ước mơ vùi theo thân xác bao thuyền nhân. Mưa từ gió người mang ước mơ từ gió, chôn vùi chôn biển chôn ước mơ từ gió, thế giới quay lưng cửa đã khép xua thuyền nhân. Tôi ra tù tháng 4 năm 1982. Hoạt cảnh người dân Sài Gòn lúc bấy giờ sáng suốt ra thêm nhờ sống với Cộng sản. Có nghe, có thấy tận mắt để họ tự hiểu là không thể ở chung được, không thể chịu đựng được nỗi hạ khắc, sự tàn ác và thâm hiểm của người Cộng sản. Mọi người chỉ chờ trực, dắp tâm vào việc tìm đường vượt biên. Vợ tôi trước là công giáo, sau khi đứt phim cũng đành nấn ná với nghề gõ đầu trẻ để được thêm phần nhu yếu phẩm, nuôi hai đứa con nhỏ và nhí nhút từng chút mì khô gửi vào thăm chồng đang cải tạo. Sáng chạy đi bán quần áo chợ trời, đến 1 giờ thì khòm lưng đạp xe về dạy học. Thân đàn ông từng làm người chủ gia đình, từng làm sĩ quan quân lực mà nay phải ngồi bó gối hay quanh quần đuổi gà cho vợ. Thật là một nỗi khổ tâm chung cho những người đồng cảnh ngộ. Đứa con trai lớn là Thụy học xong lớp 12, nhưng không thể lọt qua rào cản để vào đại học. Tôi đành cho đứa con đi học thêm nghề điện tử. Đến 18 tuổi thì phường khóm lâm le bắt đi lính. Thời kỳ chiến trường Campuchia rất sôi động, tôi cứ nơm nớp trong lòng. Còn gì mỉa mai và đau lòng cho bằng, thấy con mình lại cầm súng để bảo vệ chế độ mà chính chế độ này đã cầm tù đầy ải cha mình, đã gây bao đau thương thống khổ cho người dân vô tội. Vợ chồng tôi cũng có nộp đơn đi ODP, nhưng thời gian chờ đợi không biết đến bao giờ mới giải quyết, nên chúng tôi bàn với nhau để cho Thụy trốn đi vượt biên trước đã. Vì vậy chúng tôi rất cẩn thận nghe ngóng tin xem có chuyến nào đi thành công để an toàn được không. Bên cạnh vợ tôi là vợ chồng chị Hữu, có một đường dây đã từng đưa gia đình chị ấy đi chuyến tàu Thái Lan. Họ đã viết thư về và cho hay tổ chức khá chu đáo, không bị gạt gẫm. Lần này thì gia đình bên đó sẽ vượt biên, gồm một ông chú tên Hiệp khoảng 47 tuổi, cô em gái út của gia đình tên Hữu. Thế là vợ chồng tôi quyết định
cho Thủy đi chuyến này. Lúc bàn tính thì vợ chồng tôi rất hăng hái. Vợ tôi hỏi ý, nếu cho con đi một mình thì anh tính sao? Tôi đồng ý ngay, vì thấy bao nhiêu chuyến đi gia đình người ta đi gần hết và đều chót lọt, tiền bạc sòng phẳng, thì có lẽ đây là cơ hội tốt nhất. Tối hôm ấy, tôi cứ trăn trở không ngủ được. Đầu óc cứ nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Đến chừng quá mệt mới chợt thiếp đi lúc nào không hay. Thời gian gấp rút quá, chỉ biết 48 giờ trước khi khởi hành nên việc chuẩn bị có phần vội vã. Tôi ghi lại các chi tiết lý lịch và số quân của tôi cũng như địa chỉ thân nhân bên Mỹ để cho đứa con thuộc lòng. Thảo ra có một hiệu để báo về khi đến nơi an toàn. Vợ tôi đeo cho con một chiếc nhẫn một chỉ vào tay và may kẹp vào lưng quần hai chiếc nhẫn khác. Tiễn đưa con đi rồi, về đến nhà. Dù không nói với ai một lời, nhưng tâm trí đều cùng thả theo từng bước đi của con. Đến tối thì chúng tôi lên chùa lễ để cầu nguyện cho con được mọi sự bình an và may mắn. Bây giờ cái buồn bỗng đâu biến mất, chỉ còn nỗi lo canh cánh bên lòng. Thủy ra đi cũng vừa lúc 18 tuổi, là con trai mạnh khỏe, chơi túc cầu và biết bơi lội. Vấn đề sức khỏe tốt cũng an tâm được phần nào. Chỉ mong sao cho được mọi điều may mắn cho mọi người. Theo như dự trù thì ông Năm sẽ đưa cả nhóm đi bằng xe đò xuống Châu Đốc rồi sẽ qua biên giới Campuchia. Sau đó dùng ghe đi biển chạy dọc theo đường ven qua biên giới Thái Lan để cập vào bờ bến duy nhất. Hy vọng cả nhóm đi vào tháng 10 thì biển cũng êm một phần. Vợ chồng tôi vẫn đắn đo vì nhiều tổ chức nhắm đường Mã Lai hay Nam Dương thì quá ngắn so với biển cả và hải trình lại quá dài. Duy chỉ còn đường tắt là dọc theo vịnh là tương đối ngắn và biển êm hơn. Những người đi trước tiện tiến về là sau hai đêm cập vào bến được xóm nhà dân, tất cả đều lo ngại không biết mình đã thoát chết chưa. Chừng lên nhìn thấy ánh đèn từ xa, thấy đèn hiệu quảng cáo Coca-Cola, tổ bự thì ôm nhau mừng húm vì biết chắc là mình đã ở đất Thái. Chỉ có trở ngại chính là tuyến đường thường xuyên gặp hải tặc. Khoảng 10 ngày sau, chúng tôi gặp ông Năm thì được ông cho biết là đã đến Nam Vang an toàn và hiện tạm trú ở đó để chờ lên đường tiếp. Câu hỏi muốn đặt ra thật nhiều, nhưng ông Năm cũng chỉ là một người đầu mối dẫn đường cho một đoạn hành trình đến khi bàn giao cho đường dây khác ở miền. Thành ra cũng không biết thêm điều gì hơn nữa. Đến hai tuần sau, thì ông Năm nhắn chúng tôi đến và giao cho một cái nón kết, chiếc áo phô sọc trắng và chiếc giấy báo của Thủy. Bà má yên lòng, con vẫn bằng an. Ghi tên và đề ngày 2 tháng 10. Nhìn hàng chữ của con, bỗng một niềm xót thương dâng lên nghẹn ngào, xen lẫn nỗi xót xa như giày vò xé ruột gan mình. Xúc cảm lẫn lộn, ước gì con viết được nhiều hơn nữa để ba má biết thêm về tình trạng của con. Mà có lẽ trong hoàn cảnh gấp rút bên đó, sắp đến giờ lên đường chăng nên họ cho viết một vài dòng báo tin thôi. Dù sao cũng được biết cho đến giờ phút này con cũng được bình an và cũng nhờ đó đã chút thêm gánh lo âu nặng trĩu suốt mấy tuần qua. Nhìn nét chữ rõ ràng, mạch lạc như thấy con được mạnh giỏi và bình tĩnh cho nên yên lòng hơn. Cầm chiếc nón kết của con đội vào và chiếc áo sơ mi của con, ngồi trên xe lam, mà lòng tôi tưởng chừng như được ôm chầm lấy vai con và xoa tay lên đầu như những khi con còn bé nhỏ. Kỷ vật còn đây
mà hình bóng biển biệt ở nơi nào hả con? Về đến nhà, vợ tôi cẩn thận mở chiếc áo ra rồi bất chợt ôm mặt vào lòng áo mà khóc nức nở. Rồi ngày qua tháng nọ, mọi tin vẫn biệt tăm. Chúng tôi không muốn nghĩ đến điểm chẳng lành, nhưng vẫn mang niềm tin. Cả nhà đều ngầm hiểu là có điều rủi ro hơn lành. Vợ chồng chị Hữu vẫn đi lễ thường xuyên vào cuối tuần. Bỗng một ngày chủ nhật kia, cha Sở có làm một lễ cầu hồn cho một gia đình nọ có con em bị chết trên đường vượt biên. Qua sự tò mò và nôn nóng, chị liền đến dò hỏi và biết rằng họ đi đường Campuchia rồi sang ghe chạy dọc theo biển Thái Lan, nhưng chẳng may bị cướp. Có người sống, kẻ đã chết. Người sống thoát được vào bờ báo tin về gia đình làm lễ cầu hồn cho nạn nhân này. Tuy ngày giờ thì đúng, còn một vài chi tiết khác không khớp, nhưng chị Hữu không ngần ngại xin địa chỉ của người sống sót trong trại tị nạn để may ra biết thêm tin tức gì chăng. Tôi vội biên lá thư ngay, ghi thêm đầy đủ những chi tiết về ngày giờ, lộ trình, xuất phát ở đâu, cũng như tổng số người trên ghe, nhất là không quên ghi kèm thêm tấm ảnh 46 của con tôi, Thủy, để họ dễ nhìn diện. Thơ gửi đi, rồi tôi trông ngóng từng ngày, cầu mong biết đâu cả nhóm bị kẹt ở một hòn đảo nào đó, hoặc thất lạc, hoặc trôi dạt vào một bến bờ hoang vắng nào chăng. Thường khi tôi đưa vợ dọn hàng bán ở chợ, thì đạp xe về nhà, lo phụ cơm nước trong ngày. Ông Hai đưa thư đã đến, cầm trên tay lá thư, trong đó có một lá thư dày cộm. Lướt nhanh, thấy thư từ Thái Lan, tôi vội chộp ngay lá thư, chạy vội vào, mở ra đọc. Thuận, người còn sống sót. Thuận là chuyến đi của mình. Tôi bỗng dưng thấy một vật gì chẹt ngắn ngay cổ họng. Tay tôi bỗng run lên, những nét chữ không còn nằm ngay ngắn thẳng thắn nữa. Phải khó lắm mới đọc tiếp được những dòng chữ lấm tấm từ hàng lệ nhỏ xuống. Trời ơi, số phận nào đã đẩy đưa con đi cùng một chuyến mà bây giờ người còn kẻ mất. Tôi phải hít mạnh một giây dài, trấn áp cảm xúc và lấy bình tĩnh để đọc lá thư. Trong thư bảo rằng, đi được một ngày thì chẳng may gặp ngay bọn cướp Thái Lan. Chúng vơ vét hết tiền bạc, tư trang. Ở đây, Thuận không kể chi tiết diễn tiến của vụ cướp, mà tôi tin rằng chúng đã hành hạ, đánh đập mọi người, kể cả hãm hiếp nữa. Sau trận này, mọi người cũng ngất ngư, rồi không biết còn bao nhiêu tai ương nào đang chờ đợi nữa. Ghe vẫn tiếp tục, chạy đến chiều 4 tháng 10 thì tài công thấy có tàu của cảnh sát chớp đèn ra hiệu bắt ngừng lại. Thế chẳng đặng đừng, tài công sợ cảnh sát chặn lại thì lại kẹt, vì thời gian sau chính phủ Thái Lan đã có lệnh cấm không cho thuyền nhân vào bờ nữa. Nếu bị bắt phải ở tù thì hơn thế nữa là đường dây làm ăn hái ra vàng của anh ta đành phải xếp xó. Cho nên tài công ra lệnh mọi người nằm sát xuống và anh mở hết tốc lực cho ghe vọt luôn, may ra thoát được. Thật ra đấy là hành động phản ứng cấp thời, chứ làm sao mà chiếc ghe nhỏ bề ngang chỉ 2 thước có thể thoát cảnh sát được. Tàu cảnh sát tức giận nổ ga chạy rượt theo, mọi người hú tim vì họ bắn theo phía sau vài loạt đạn cảnh cáo bắt ngừng lại. Thế mọi người không êm, tài công đành thúc thủ bớt ga và ngừng ghe lại. Khi ngừng lại mới biết đó là tàu của hải tặc. Bọn chúng tức giận vì ghe dám bỏ chạy nên tên nào cũng hầm hầm sát khí, nhảy qua ghe gom đàn ông lại hành hạ đánh đập. Tuy Thuận không kể rõ từng chi tiết, nhưng dù thế nào thì mọi người trên ghe chắc chắn đã gặp đại nạn rồi. Chúng vừa vét xem còn vàng bạc gì nữa hay không, nhưng khổ nỗi cả ghe đã bị đánh cướp lần trước, đã chấn lột hết rồi, thì họa hoàn trăng cũng chỉ còn vài chỉ vàng của ai đó khéo giấu mà thôi. Thế là bọn chúng nổi xung thiên lên, thòng dây
kéo tàu ra khơi xa hơn nữa, rồi phá máy, chặt đứt dây. Đã thế, chúng có chịu tha đâu. Bọn chúng cho tàu chạy lui ra xa, lấy chớn rồi đâm thẳng vào chiếc ghe vượt biên. Chỉ đọc đến đây thôi, tôi cũng hình dung được một thảm cảnh hãi hùng bày ra trước mắt. Đàn bà, con nít khóc lóc, lặn hộp giữa biển cả mênh mông. Không biết con tôi giờ ra sao, không biết con có vớt được vật gì để làm phao nổi hay không con. Trong suốt 27 người trên ghe bị trôi giạt hoặc đuối sức vì bị thương tích, chỉ còn 11 người sống sót nhờ bám vào vật nổi. May mắn được một ghe đánh cá thương tình vớt lên, cứu sống được. Trong đầu tôi bỗng chợt hiện lên hàng chục câu hỏi. Liệu con có bị đánh đập gì hay không? Hoặc là bây giờ con đang trôi giạt ở một phương nào? Trên một đảo hoang, một bến bờ, không tìm được ai để báo tin chăng? Nhưng rồi, cả nhóm không ai có tin tức gì. Trường hợp nào lại có thể có những người biến mất một lúc như vậy sao? Những câu nghi vấn cứ lẩn vẩn trong đầu mà không tìm được lý do nào để ổn thỏa. Đến đây, lá thư đã rơi xuống, lúc nào tôi không biết. Tôi đã khóc, tôi khóc nghẹn đến người. Trời ơi, vợ chồng tôi đã vô tình giết sống đứa con của mình. Con ơi, tội nghiệp con tôi đã chống chọi với gian nan mà giờ đã biệt tâm nơi nào. Linh cảm cho tôi một nỗi tuyệt vọng là Thủy có lẽ không còn nữa. Con ơi, hãy về báo mộng cho ba biết trường hợp của con thế nào, nghe con. Rồi tôi lại nhủ thầm, không biết con có bám được vật gì không, chứ đừng dại dột bơi vào bờ. Biển cả mênh mông thì chừng nào mới bơi được bến bờ. Nhưng có lẽ con không dại dột như vậy, phải không con? Tôi quá hối hận vì đã đem con đi, một đứa trẻ mới lớn, ra để thử thách với tương lai, ra để đương đầu với sóng gió. Làm sao một mạng người quá nhỏ nhoi lại có thể đương cự với biết bao hiểm nghèo đang rình rập trước mặt. Tôi đã sướt mướt khóc. Tôi quá đỗi hối hận. Tôi nắm tay lại, tự đấm vào mặt mình để tự hành hạ lấy xác thân, rồi nằm vật xuống bàn. Ở mỗi góc nhà, ở mọi sinh hoạt gia đình, bỗng dưng thiếu vắng một hình bóng, một tiếng cười quen thuộc. Tối tối, Thụy vẫn thường ôn bài cho em, mà nay chỉ còn một mình Đoan bên bàn học. Căn nhà bỗng nhiên bị hụt hẫng đi. Một tối nọ, vợ chồng tôi và Đoan cùng nằm trên chung giường thì chúng tôi đang nhắc đến vài sinh hoạt trong nhà. Bỗng giật mình quay lại vì tiếng khóc của Đoan. Đoan đang nhớ về anh của mình mà khóc tức tưởi, đôi vai run run nhấc lên từng hồi, khóc đến nức cục, ướt cả gối. Thì ra Đoan cũng chất chứa tình thương anh mình nhiều hơn là chúng tôi nghĩ. Và mới biết rằng trong thời gian này ít khi nhắc đến anh, cũng chỉ vì sợ vô tình gợi lại nỗi buồn đau của chúng tôi. Năm này tháng nọ, rồi cũng qua đi. Không ai nói ra, chỉ hiểu ngầm với nhau mà sống. Đã lâu rồi, tôi có dành cho mỗi đứa con một quyển nhật ký. Trong đó ghi lại tất cả những chi tiết lý lịch của từng đứa, như ngày sanh, ở đâu, cân nặng bao nhiêu, cũng như diễn biến cuộc đời từ lúc mới sanh cho đến trưởng thành. Chúng tôi dự định sẽ trao cho các con đúng vào ngày mừng lễ thành hôn. Tôi phụ trách viết nhật ký cho Đoan và vợ tôi viết nhật ký cho Thụy. Mỗi lúc buồn quá, tôi dở quyển nhật ký của Thụy. Bất chợt thấy nét chữ của con
ghi lại thời gian nhàm chán, buồn tủi sau khi biết mình không thể lên đại học được. Và tôi cũng khám phá, Thụy cũng đã có để ý đến một cô gái trong một lớp học chung, nhưng vì chờ xuất cảnh nên Thụy không dám tiến tới xa hơn. Rồi chợt đến phần cuối, từ khi tôi cho hay là sắp xếp ngày đi vượt biên, Thụy không còn đủ thời giờ để gặp lại tất cả bạn bè, ghi lại những kỷ niệm thời niên thiếu, học chung trường, chung xóm với nhau. Thụy nuối tiếc không có dịp để gần gũi bạn bè nữa và gửi lời chia tay để rồi muốn bạn bè chuyển nhau đọc. Với những lời lẽ chân thành, Thụy đã khóc để cho nước mắt tuôn cả những trang giấy lấm đốm mực. Chữ nghĩa mộc mạc, nhưng nét chữ bất bình tĩnh, dao động, càng về sau, càng thấu, cho thấy rằng Thụy đã rất chân thành với những cảm xúc sau cùng với bạn bè. Tôi đọc những dòng chữ này mà cho đây phải chăng là những lời trăn trối sau cùng? Riêng đối với tôi, những nét chữ trên đây là tất cả những gì thân thiết nhất của con tôi để lại. Mà thật ra, bất cứ một di vật nào, dù là một nét chữ hay một hình ảnh gì của con, cũng đều là một báu vật ấp ủ mãi trong tận đáy lòng của chúng tôi. Xin con hãy tha thứ cho ba má. Cùng mong con được yên nghỉ nơi vĩnh hằng, hoặc được đầu thai lại, sống với một gia đình tốt đẹp hơn. Cầu xin những vong linh chẳng may mắn gặp nạn, tìm một nơi chốn bình yên, miên viễn, hoặc có một cuộc đời khác làm người được nhiều hạnh phúc hơn, không còn khổ đau hệ lụy. Ba má vẫn ước nguyện, thỉnh thoảng con tạt ngang nhà báo mộng cho ba má, như một đứa con đi xa lâu ngày về thăm gia đình. Dù đã mấy mươi năm qua, nhưng ba má vẫn là ba má của con, một đứa trẻ ngày nào. Tình thương cho con vẫn đầy ắp, như ngày nào con còn bập bẹ, biết nói, biết đi. Nhớ nhé, lâu lâu ghé về thăm ba má. Nghe con. Biển mở đường đi, biển lập đường về, quê hương mơ dần trong bóng sương che. Chúc mà anh nhỏ nhói ra khơi tìm sông, huyền cũ trong tranh nhắm hương phân ly. Biển nuốt anh em, biển đỡ nâng thuyền, hải âu trên đầu tàu lớn lướt bên, cho nước cho dầu cho thêm thực phẩm, những người ngại người chẳng chiều cho lên. Biển có dập vui, biển có bao dung, con sóng tha người phờ phạc tài công, che ra ôm nhau thuyền nhân ngóng đất, thấy thoáng đảo xa nước mắt tuôn rơi. Biển nuốt anh em, biển đỡ nâng thuyền, hải âu trên đầu tàu lớn lướt bên, cho nước cho dầu cho thêm thực phẩm, những người ngại người chẳng chiều cho lên. Biển vô sông dù, biển vô sông oan, người thân mất nhau chưa hết bàng hoàng, có đất trời biển.
du biển vô sông oan, người thân mất nhau chưa hết bàng hoàng, có đất trời kia chứng dùng khổ nạn, nhưng kiếp lưu đầy gốc tích Việt Nam. Biển mở đường đi, biển lập đường về, quê hương mơ dần trong bóng sương che, chúc mạng nhỏ nhói ra khơi tìm sông, thuyền cũ trong tranh nhắm hướng phân ly. Biển hẹn tương lai, biển nhắc quê nhà dây dứt trong lòng chẳng kịp phôi pha, đau đớn tim người những khi chiều tà, mất hết chỉ còn tiếng nói màu da. Mất hết chỉ còn tiếng nói. Tôi còn nhớ vào chiều ngày 29 tháng 4 1975, tất cả mọi người trong giáo xứ chúng tôi tới nhà thờ để xưng tội tập thể. Giáo xứ tôi ở gần trung tâm huấn luyện Quang Trung. Đêm nay Việt Cộng thế nào cũng đánh vào đó. Hai bên đánh nhau, làm sao tránh khỏi sự chết. Số người muốn xưng tội quá đông, mà chỉ có một cha, không đủ thì giờ giải tội cho từng người, nên đành phải giải tội tập thể để mọi người về nhà trước giờ giới nghiêm. Gia đình nào cũng lo làm những bao cát nhỏ xếp lên nhau để tránh đạn. Đêm đó tiếng súng nổ, đạn pháo kích cả đêm, những đóm hỏa châu sáng rực trời. Mọi người hồi hộp lo sợ, chỉ biết cầu nguyện. Tới sáng vẫn còn nghe tiếng súng bắn lẻ tẻ vài nơi. Trên đài phát thanh thì ông Dương Văn Minh đang kêu gọi lính Việt Nam Cộng Hòa hãy buông súng. Năm 1954, hơn 1 triệu người miền Bắc đã phải bỏ quê cha đất tổ để vào Nam vì không muốn sống với Cộng sản. Trong số đó có gia đình mình. Bây giờ Việt Cộng lại chiếm luôn miền Nam. Thôi thì các con đừng buôn bán gì nữa. Dẹp hết đi, sống không nổi đâu. Bố đã từng ở Việt Cộng, bố biết rồi. Lời của bố tôi nói làm vợ chồng tôi lo sợ quá, nên vội dẹp cửa tiệm ngay. Lúc đó tôi có cửa tiệm bán tạp hóa. Gần nhà tôi ở có tiệm cắt tóc của ông Hai. Khoảng 6 tháng trước ngày mất nước, người ta đồn ông Hai mất tích. Tin đồn này chính vợ của ông Hai nói ra. Mọi người quen biết đều đến nhà hỏi thăm. Gia đình ông Hai chỉ sống bằng nghề cắt tóc. Từ khi có tin ông mất tích thì tiệm đóng cửa, nhưng vợ con ông vẫn sống thản nhiên, không có gì là lo âu buồn phiền. Mọi người cũng ngạc nhiên. Vào sáng ngày 2 tháng 5 năm 1975, tôi nhìn thấy ông Hai mặc đồ bộ đội, vai đeo súng, đi ở ngoài đường cùng với mấy tên Việt Cộng. Trong cái nhìn ngỡ ngàng của những người hàng xóm, tôi cũng xin nói sơ qua là trước chồng tôi làm thông dịch viên cho Mỹ năm 1973, quân đội Mỹ về nước, anh học sang nghề y tá, làm ở Tổng Y viện Cộng Hòa. Chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975, có mấy tên cán bộ tới nhà tôi, họ cần chồng tôi đi theo họ vào rừng
để cứu chữa cho một số bộ đội bị thương. Chồng tôi phải đi theo chúng trong nỗi lo sợ. Lúc ấy trời cũng gần tối. Trước khi vào rừng, họ dẫn chồng tôi vào một tiệm thuốc Tây để mua một số thuốc. Một người trong bọn họ nói với chồng tôi và nói với chủ tiệm. Chúng tôi lấy thuốc mang chữa cho anh em bộ đội đang bị thương nằm ở trong rừng. Thế bao nhiêu, cách nào sẽ trả sao nhé? Nói rồi bọn chúng ôm thuốc ra đi trong cái nhìn ngẩn ngơ của ông chủ tiệm. Đi sâu vào trong rừng, chồng tôi thấy bộ đội nằm chồng chất lên nhau, nhiều lắm. Những kẻ bị thương nằm kêu la thảm thiết. Khu tôi ở có một gia đình chết 3 người. Tường nhà tôi bị nhiều lỗ thủng bởi những vết đạn bắn vào. Chúng tôi trải qua một đêm rất sợ hãi, kinh hoàng. Tôi đi ngược về phía trung tâm huấn luyện Quang Trung. Xác Việt Cộng nằm chết đầy đường. Trên bãi cỏ, những xe tăng của chúng bị bắn cháy khi tiến vào Quang Trung. Lính ở trong trại đi ra tấp nập, quần áo và mũ lính vất đầy hai bên đường. Giáo sư chúng tôi đa số sống về nghề may, sửa quần áo cho lính. Phần đông, những tân binh mới nhập trại, lãnh quần áo lính đều phải sửa lại mới mặc vừa. Cuộc sống rất là nhộn nhịp. Sau ngày 30 tháng 4 75, cuộc sống đó không còn nữa. Hằng ngày Việt Cộng kêu gọi lính ngụy phải ra xã trình diện để đi học tập cải tạo. Tất cả lính, đủ mọi thành phần đều phải đi trình diện. Thế là những người cha, người chồng, người con đều bị Việt Cộng bắt đi tù. Vợ con ở nhà trước kia làm nghề may, bây giờ nghề đó không còn nữa, đành phải lặn lội ra ngoài buôn bán cuối chợ, hoặc nấu một nồi chè, nồi cháo đi bán xong, dầm mưa dãi nắng từ sáng tới chiều, kiếm tiền để nuôi gia đình mà cũng không đủ ăn bữa cháo, bữa cơm độn sắn khoai. Khoảng 2 tháng sau ngày mất nước, gia đình tôi dọn về cái sắn. Chồng tôi có mấy anh chị ở đó. Trên đường về cái sắn, chồng tôi bị Việt Cộng bắt, còn bố mẹ con tôi bơ vơ. Tôi lo sợ quá. Vợ chồng tôi có 3 đứa con, 5 tuổi, 4 tuổi và 2 tuổi. Tôi cứ ôm các con mà khóc. Về cái sắn, vùng đó ăn uống bằng nước sông, nên mẹ con tôi bị sốt rét, đau ốm hoài. Các con tôi còn nhỏ, tôi phải ở nhà chăm sóc cho chúng, không đi làm được. Đồ đạc trong nhà cứ phải bán dần đi mà vẫn không sống nổi. Và rồi sau đó chồng tôi được thả về. Vợ chồng con cái ôm nhau vui mừng. Cũng may chồng tôi bị bắt có mấy tháng. Sau khi về nhà, chồng tôi hành nghề y tá nên gia đình cũng đỡ khổ. Đến năm 78 tôi có mở quán cà phê. Vì ở trong kênh từ trước tới giờ không có tiệm bán cà phê, nên khi tôi mở tiệm bán thì cũng sinh sống đủ. Hàng tuần, người dân cứ phải đi làm thủy lợi. Vùng kênh của chúng tôi ở có mấy gia đình sống bằng nghề đánh cá, cùng chung đóng tàu để đi vượt biên. Cũng may tôi có quán cà phê, cũng là nơi tụ họp để bàn kế hoạch vượt biên mà không ai để ý. Chủ tàu cũng biết chồng tôi trước kia làm thông dịch viên cho Mỹ. Họ cần có người biết nói tiếng Anh. Lúc ra biển, nếu gặp tàu nước ngoài còn có người nói chuyện, nên họ rủ gia đình tôi đi. Họ không đòi hỏi vàng. Họ chỉ cần vợ chồng tôi góp thêm tiền vào để đóng tàu thôi. Họ hẹn ngày ra đi. Nửa đêm, họ đem ghe tới chở gia đình tôi. Tôi vội đánh thức các con dậy và nói dối với chúng là đi thăm ông ngoại. Lúc đó chúng tôi có thêm một đứa con, khi sanh thêm một đứa cháu gái ở cái sắn. Mấy con chó bên hàng xóm sủa om sòm, nhưng ai cũng đã quen với tiếng chó sủa ban đêm ở gần nhà tôi. Họ nghĩ là có ai đau ốm vào đêm nên cần chúng tôi đến nhà trích thuốc. Đó cũng là cơ hội để gia đình tôi đi vào nửa đêm không ai biết.
chúng tôi rời Việt Nam vào đêm 30 tháng 4, 1979. Đi được 2 ngày thì gặp tàu Mỹ. Chiếc tàu to lớn lắm. Chồng tôi nói cho họ biết chúng tôi là người Việt Nam đi tìm tự do, mong được họ cứu vớt. Họ cho biết tàu của họ đang đi công tác đặc biệt, không thể vớt chúng tôi được. Nhưng cho chúng tôi đồ ăn, nước uống và chỉ hướng cho chúng tôi đi. Tàu thì nhỏ mà lại nhiều người nên họ không dám thả nhiều đồ ăn xuống, sợ tàu chìm. Tàu chúng tôi không dám mang lương thực nhiều, sợ bị lộ. Một chiếc hải bàn cũng chẳng có, nên trong 2 ngày qua, mọi người chỉ ăn uống cầm chừng, sợ hết lương thực, không biết mình phải đi trên biển trong bao lâu. Đang đói khát lại được tàu Mỹ cho đồ ăn, mọi người vui mừng ăn uống, ai cũng không thấy mệt nữa. Nhưng chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi gặp tàu đánh cá của Thái Lan. Họ lấy hết đồ ăn, nước uống mà tàu Mỹ vừa cho chúng tôi và lại cướp thêm vàng, nữ trang của chúng tôi mang theo. Thế là trên tàu không còn lương thực gì nữa. Mọi người nhìn nhau lo sợ, nhìn chung quanh chỉ thấy biển bao la, không biết đâu là bờ, là bến, và phải đi ở trên biển bao lâu nữa. Sợ bị đói, bị khát, không ai biết sống chết ra sao. Đi thêm mấy ngày nữa, lại gặp tàu cướp Thái Lan. Cướp lần này cũng lấy ít được vàng, nên tức giận ném hết quần áo, đồ đạc, giấy tờ của chúng tôi xuống biển. Mạng sống chúng tôi như cá nằm trên thớt, nên người nào cũng phải ngồi yên để cho chúng khám xét. Cũng may nhờ tàu Mỹ hướng dẫn nên chúng tôi được vào đất liền của Mã Lai Á. Họ cho chúng tôi vào một căn nhà trống để ở. Được 2 tuần thì bắt trở lại tàu, cột dây và kéo tàu chúng tôi trở ra biển. Trước khi kéo đi, họ tháo máy tàu của chúng tôi và thế vào đó là một máy đuôi tôm nhỏ đã cũ, cho chúng tôi một can dầu nhưng không có lương thực. Tàu chạy được mấy tiếng thì máy hư, con tàu lênh đênh trên biển, phải răng mền làm buồm cho nó, muốn trôi đi đâu thì đi. Một ngày, rồi 2 ngày trôi qua, mọi người đều đói khát, tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ khóc lóc đòi uống nước. Các con tôi mệt lả trên cánh tay của chúng tôi. Cũng may vài tháng đó biển lặng, chỉ có sóng lớn thì tàu đã bị lật rồi. Máy tàu hư, đồ ăn nước uống không còn thì chắc là chết, chỉ còn trông vào phép lạ. Trên tàu của chúng tôi tất cả đều là Công giáo, nên cùng nhau đọc kinh, lần hạt và cầu nguyện. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì máy tàu sửa được. Con tàu vào được đất liền, cũng ở Mã Lai Á. Những người ở đó dẫn chúng tôi tới một trại lính. Mấy người lính lấy dây buộc vòng quanh những cây dừa thành hình tròn và cho chúng tôi ở giữa. Những ngày cũng như đêm, chúng tôi sống dưới bóng cây. Gặp trời mưa, mấy người lính gác cho vào tạm trú ở những chòi canh gác của họ. Hết mưa thì phải ra đi. Chúng tôi ở đó khoảng 2 tháng thì được đưa tới Pulo Bidong. Chúng tôi ở đảo được 1 năm thì có danh sách đi Mỹ và tới Mỹ vào tháng 7 năm 1980. Sau khi tới Mỹ, tôi sinh thêm một cháu trai nữa, thành tổng cộng có tất cả là 5 người con. Con út của chúng tôi năm nay đã trên 20 tuổi. Thời gian đi mau quá. Tối nào chúng tôi cũng đọc kinh, cảm tạ Chúa và mẹ Maria luôn giữ gìn gia đình tôi. Giờ đây gia đình được sống trên một đất nước tự do và cũng xin nhận nơi đây làm quê hương thứ hai. Lúc gia đình tôi rời Việt Nam, các con tôi còn rất nhỏ. Chúng không biết được sự ra đi như thế nào, tại sao phải ra đi. Và giờ đây, các con tôi được sống trên mảnh đất tự do, dân chủ, nên khuyến khích tôi viết câu chuyện này. Tôi nghĩ, chúng tôi có sao viết vậy? Tất cả đều là sự thật. Chỉ mong
hành trình Biển Đông được nhiều người trên thế giới biết đến. Những người đi tìm tự do chỉ vì không muốn sống với Cộng sản mà phải bỏ nước ra đi để tìm hai chữ tự do. Biết bao nhiêu người đã chết trên biển cả làm mồi cho cá. Có những người cho đến giờ phút này vẫn còn thở thẫn, ngẩn ngơ vì gia đình tan nát. Họ đã chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng khi cướp biển chém giết, hãm hiếp, đánh đập những người thân của họ mà họ là những kẻ sống sót. Trên thế giới này, không có một dân tộc nào mà đau khổ, tan nát, đau thương bằng dân tộc Việt Nam sau năm 1975. Trong biển sâu